quay đấy hả? Ừ, đã quay. Sau khi gì vào hôm nay? Bây giờ là 3 giờ chiều. Sau một tiếng đi mấy giờ ấy nhỉ? 8 giờ. 8 rưỡi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà từ 8 rưỡi, đi lòng vòng quanh cái bảo tàng Louvre này mất hơn nửa ngày, cuối cùng chúng tôi đến gần với cái... Gần, chưa đến, mà là gần đến. Gần đến. Không, có thể thấy trước mặt là rất nhiều người. Ai cũng đang quay, ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Nhìn thấy bức Mona Lisa, ai cả đồng, đào vui hơn mấy cái chỗ trước mình đi nhỉ? Cờ rích các thứ, chả thấy ma nào đến đây đâu cùng mùa đâu, mọi người chả đi làm kia. Thế là mọi người mất 15 đồng vào đây chỉ để xem Mona Lisa. Không kể lúc sáng nay xếp hàng là mẹ phải xếp hàng. Thật ra thì đứng rưỡi lận. Thật ra trên đường có rất nhiều chai nhưng mà bọn tôi chả hiểu cái mẹ gì cả. Nghe đồn là mấy cái chai này cũng rất nổi tiếng. Clip sẽ quay lại trong vòng một phút nữa. Tôi tìm thấy Mona Lisa.